Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Tỉnh ủy Hà Giang vừa tổ chức hội nghị sơ kết đổi mới về phong cách, lề lối làm việc của các cấp ngành, tổ chức chính trị xã hội và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thi hành công vụ. Đồng chí Vương Mỹ Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố, các sở ngành của tỉnh. Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 về đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thi hành công vụ theo hướng sâu sát, nhanh chóng, chính xác, kịp thời, chống quan liêu, hành chính tiêu cực, phiền hà, tham nhũng, lãng phí. Cấp ủy chính quyền các cấp đã tích cực đổi mới, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, cách làm linh hoạt, sáng tạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là phong cách, lề lối làm việc trong thi hành công vụ của các cấp, ngành, tổ chức chính trị xã hội từng bước được đổi mới theo hướng ngày càng sâu sát cơ sở, gần dân, giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác, kịp thời, hiệu quả. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng được đổi mới thông qua việc xây dựng, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, coi trọng công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm từng việc, tập trung vào những công tác trọng tâm. Hội đồng nhân dân các cấp ngày càng nâng cao chất lượng hơn, kịp thời ra các nghị quyết cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Công tác cải cách hành chính, phân cấp quản lý nhà nước trên địa bàn ngày càng được đẩy mạnh, các hoạt động thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông được triển khai đồng bộ. Thông qua việc triển khai thực hiện nghiêm túc, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 mà đội ngũ đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã có nhận thức sâu sắc về việc phải tự giác thực hiện trách nhiệm nêu gương từ những việc làm cụ thể hàng ngày. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, đổi mới phong cách, lề lối làm việc chính là một trong những đột phá để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục phải đột phá về phong cách, lề lối làm việc. Người đứng đầu cấp ủy các huyện, thành phố phải tập trung nhấn mạnh việc đột phá này vào cấp xã để nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đề nghị phải chủ động xây dựng, thực hiện đề án chức danh vị trí việc làm để tạo cơ sở đánh giá cán bộ chính xác, đúng đắn hơn. Đồng thời phải tăng cường đổi mới việc đi công tác cơ sở và phải sâu sát với cơ sở để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc cơ sở tiến bộ, thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung đánh giá, làm rõ những mặt được và mặt hạn chế trong quá trình thực hiện đổi mới phong cách, lề lối làm việc, đề nghị cần phải có giải pháp cương quyết hơn để khắc phục những hạn chế thiếu sót. Kết luận hội nghị, đồng chí Vương Mỹ Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến xác thực. Đối với ý kiến về tiếp tục phải đột phá về phong cách, lề lối làm việc, Ban Thường vụ tỉnh tiếp thu và giao cho tiểu ban văn kiện xem xét đưa vào nội dung báo cáo chính trị đại hội tới. Việc nghiêm cấm uống rượu bia buổi trưa cần phải tiếp tục làm quyết liệt hơn. Về việc thực hiện công khai, dân chủ trong mỗi cơ quan đơn vị, giao cho ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tiếp tục đôn đốc. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vương Mỹ Vàng yêu cầu. Chúng ta tiếp tục đổi mới cái phương thức lãnh đạo của Đảng và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp. Tôi đề nghị là tất cả các cơ quan đơn vị, cơ quan đảng này, cơ quan nhà nước này phải làm tốt, phải thực hiện tốt quy chế làm việc của cơ quan đơn vị mình. Và cái này muốn chấp hành cho nghiêm túc thì chúng ta phải có cái cơ chế là kiểm tra. Kiểm tra cấp trên, kiểm tra cấp dưới, phải không? Hoặc là cán bộ là kiểm tra thủ trưởng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vương Mỹ Vàng cũng đề nghị lãnh đạo các huyện, thành phố phải quan tâm hơn đến đội ngũ cán bộ khối đoàn thể và thôn bản, ban tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Triển khai nghị quyết 30 ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông lâm nghiệp, cũng như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về việc sắp xếp quy tụ lại dân cư.
Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định 961 ngày 22 tháng 5 năm 2014 về việc thành lập tổ công tác nhằm rà soát đánh giá lại hiệu quả hoạt động của 3 công ty lâm nghiệp trên địa bàn của tỉnh. Sáng ngày 2 tháng 10, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Tiến, Tổ trưởng Tổ công tác, các thành viên Tổ công tác đã có buổi làm việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Sự buổi làm việc có đại diện Bộ Công Thương, Tổng Công ty Giấy Việt Nam và lãnh đạo hai huyện Bắc Quang và Quang Bình. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 3 công ty lâm nghiệp là Công ty Lâm nghiệp Cầu Ham, Công ty Lâm nghiệp Ngòi Xảo và Công ty Lâm nghiệp Vĩnh Hảo thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam. Hoạt động của các công ty này không cao, thậm chí là lãng phí tài nguyên đất. Đời sống của công nhân, nông dân quanh vùng dự án chậm phát triển, các tranh chấp về đất đai diễn ra phổ biến. Do đó, mục tiêu của tỉnh Hà Giang và Bộ Công Thương hướng đến là tổ chức lại sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế của 3 công ty lâm nghiệp, từ đó nâng cao mức sống người dân. Theo rà soát, tổng diện tích trước quy hoạch của 3 công ty lâm nghiệp hiện nay là trên 10.218 ha, diện tích sau quy hoạch còn lại là gần 7.755 ha. Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đề nghị Tổng Công ty Giấy Việt Nam cần nêu rõ nhu cầu về diện tích, lượng nguyên liệu cũng như phương án sản xuất kinh doanh của tổng công ty, làm cơ sở để Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang phê duyệt quy hoạch cho phù hợp với sự phát triển của địa phương. Đại diện hai huyện Bắc Quang và Quang Bình kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm phê duyệt hồ sơ sau quy hoạch của 3 công ty, từ đó bàn giao lại diện tích đất chưa sử dụng cho chính quyền địa phương. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Tiến, Tổ trưởng Tổ công tác khẳng định, mục đích ra đời của tổ công tác là nhằm đánh giá, rà soát lại hiệu quả hoạt động của 3 công ty lâm nghiệp theo chủ trương của Bộ Công Thương, đồng thời phải phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh Hà Giang. Với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là chủ trương của Bộ Công Thương và đề xuất của tỉnh ủy Hà Giang nhằm tổ chức lại sản xuất của 3 công ty lâm nghiệp có hiệu quả, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Tiến đề nghị 3 công ty lâm nghiệp cần lập phương án tổ chức lại sản xuất, trình lên Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang cho ý kiến bổ sung. Trong đó, phương án sản xuất của 3 công ty phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển của địa phương cũng như quy hoạch sử dụng đất của tỉnh và phương án sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Giấy Việt Nam. Sau đó sẽ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh hoặc Bộ Công Thương phê duyệt. Giao cho Sở Tài chính kiến nghị với Bộ Công Thương đề nghị cho cổ phần hóa độc lập 3 công ty lâm nghiệp, đồng thời có ràng buộc với cung cấp nguyên liệu cho Tổng Công ty Giấy, cấp kinh phí bổ sung cho Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành đo đạc, rà soát diện tích đất của 3 công ty. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, cần sớm hoàn thiện báo cáo của tổ công tác để gửi về Bộ Công Thương và tỉnh ủy Hà Giang, đồng thời tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thẩm định phương án nâng cao hiệu quả hoạt động của 3 công ty lâm nghiệp. Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Mê tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức kỹ năng nghiệp vụ cải cách hành chính năm 2014. Trong thời gian tập huấn, 80 học viên là lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, lãnh đạo các xã thị trấn, cán bộ thuộc bộ phận một cửa của các xã thị trấn trên địa bàn huyện Bắc Mê sẽ được tiếp thu những kiến thức cơ bản về cải cách hành chính gồm tổng quan về cải cách hành chính, kỹ năng nghiệp vụ cải cách hành chính, công tác chứng thực của Ủy ban Nhân dân xã phường thị trấn, một số quy định của pháp luật về đăng ký quản lý hộ tịch, những quan điểm về luật đất đai, thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân cấp huyện thành phố. Qua lớp tập huấn giúp cho các học viên có những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ chuyên môn để vận dụng một cách linh hoạt trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính tại các cơ quan đơn vị, góp phần đảm bảo giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho các tổ chức cá nhân trên các lĩnh vực, nhằm tiếp tục đẩy mạnh về thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy hành chính, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Bắc Mê. Trong 9 tháng năm 2014, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiếp tục bám sát định hướng chỉ đạo của Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các chính sách liên quan đến hoạt động ngân hàng nhằm góp phần thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2014, tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng, các tổ chức tín dụng ước đạt trên 10.000 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ và tăng 7,5% so với ngày 31 tháng 12 năm 2013. Trong đó, vốn huy động tại địa phương ước đạt 5.450 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ, đạt 205% kế hoạch. Tổng dư nợ ước đạt 9.750 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ, đạt 58% kế hoạch. Nợ xấu ước đạt 80 tỷ đồng, chiếm 0,82% tổng dư nợ. Trong những tháng cuối năm 2014, các ngân hàng trên địa bàn tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp tiền tệ và hoạt động của các tổ chức tín dụng, tích cực thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng có hiệu quả, tăng trưởng tín dụng phải đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng,
không để nợ xấu phát sinh. Phấn đấu tăng trưởng tín dụng đạt từ 12% đến 14% và tỷ lệ nợ xấu đạt dưới 3% tổng dư nợ. Đồng thời tiếp tục duy trì và triển khai thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông, hoạt động ngân hàng và công tác an sinh xã hội. Tại huyện Yên Minh đã diễn ra chung kết hội thi tuyên truyền viên giỏi phòng chống HIV/AIDS với sự tham dự của 3 đội xuất sắc nhất được lựa chọn trong 18 đội thi trên địa bàn huyện là thị trấn Yên Minh, xã Bạch Đích và xã Đường Thượng. Năm 2014, huyện Yên Minh là địa phương duy nhất được lựa chọn để tiến hành tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi phòng chống HIV/AIDS từ cấp xã đến cấp huyện. Tham dự đêm chung kết hội thi, các đội thi phải trải qua 3 phần thi bắt buộc là màn chào hỏi, thi kiến thức và thi hùng biện. Bằng sự sáng tạo và kinh nghiệm thực tế trong công tác, các tuyên truyền viên đã mang đến hội thi những tiểu phẩm ngắn được dàn dựng công phu với nội dung về việc tiếp cận các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, cung cấp thông tin giúp họ có kiến thức thay đổi hành vi và nguy cơ phòng lây nhiễm HIV cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Biết cách giảm thiểu các tác hại HIV/AIDS gây ra cho gia đình, cộng đồng và xã hội. Đồng thời cũng khuyến khích những người nhiễm HIV/AIDS tích cực tham gia các hoạt động xã hội, câu lạc bộ, nhóm đồng đẳng, vừa để giúp đỡ lẫn nhau, vừa tham gia tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS. Ngoài mục đích nâng cao kỹ năng truyền thông của các tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, hội thi còn là dịp để các tuyên truyền viên giao lưu học hỏi lẫn nhau. Qua hội thi này, các tuyên truyền viên được nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông, trực tiếp làm thay đổi hành vi lây nhiễm HIV/AIDS đối với mạng lưới tuyên truyền viên phòng chống HIV/AIDS tại địa phương và đẩy mạnh hoạt động thông tin, giáo dục truyền thông về căn bệnh thế kỷ này trong cộng đồng. Kết thúc hội thi, giải nhất thuộc về đội tuyên truyền thị trấn Yên Minh, giải nhì thuộc về đội tuyên truyền xã Bạch Đích, đội tuyên truyền xã Đường Thượng đạt giải ba. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao các giải phụ cho các đội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự ngày 4 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.